Rồi, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam mình nhá. Đó, thì hôm nay mình sẽ lên giới thiệu cho anh em một mẫu xe. Đó, dòng này là dòng KTM anh em nhá. Duke KTM. Bản này là bản 250 phân khối. Đó. Xe là xe của 2018 nha anh em. Đây để mình đi sơ một vòng cho anh em mình chiêm ngưỡng này. Nói chung con xe này nó không khác con xe mới một chút nào cả anh em. Cực kỳ đẹp luôn. Đây anh em. Con này thì đăng ký về biển số Đắk Lắk anh em nhá, 47A100310. Đó, biển này ở trên thành Krông Bách. Huyện Krông Bách, Đắk Lắk anh em. Bản này là bản có trang bị cho anh em hệ thống thắng ABS trước sau. Chống trơn trượt, chống bó cứng, đi cực kỳ an toàn anh em nhé, trước và sau luôn đều có hết. Đây anh em, ABS đằng trước này. Đó. Nói chung thì con xe này tình trạng tất cả mọi thứ mình đang bao cho anh em luôn là zin nhá. Máy móc dàn áo này anh em này, dàn chân, dàn sơn, dàn xi này, đang còn rất là đẹp luôn. Trang bị hệ thống két nước, anh em đi đường xa thoải mái nha. Rất là đẹp, nước sơn, nước xi. Đó, gương kính tất cả mọi thứ vẫn đang còn zin đi theo xe luôn nha anh em. Đó. Một cái mẫu Duke rất là đẹp luôn. Lâu lắm rồi hôm nay mình mua được một con xe nó đẹp như này anh em nhá. Cảm chống đổ lên cho anh em này. Đó. Mọi thứ là hoàn hảo hết anh em nhá. Bây giờ mình sẽ test nổ máy cho anh em nghe này. Xe đang nổ máy anh em, không một tiếng xào nhẹ luôn nhá, mọi chức năng hoạt động full, không thiếu thứ gì. Đó, pha cốt xì nhàn trái phải trước sau, mọi thứ đều hoạt động tốt hết. Anh em nào mà có mẫu, có thiện chí với cái mẫu Duke Đức 250 này đó, thì anh em cứ để lại cho mình một cái bình luận đó, hoặc để lại cho mình một số điện thoại, mình sẽ tư vấn cho anh em nhá. Rồi ok, xin chào, hẹn gặp lại anh ở video tiếp theo.